Dạ con xin chào tất cả cô chú anh chị đang theo dõi video bán lan của con ngày mùng 5 tháng 5 năm 2021. Trong video bán lan ngày hôm nay của con thì con phải tiếp tục bán cái mặt hàng này. Năm 2020 thì cuối năm con đã bán rồi, đó là cái cây năm cánh trắng Nha Trang lai với mũi hồng đây. Nhưng được cái nó là ký năm 2 rồi nha cô chú anh chị, bây giờ rất là khỏe rồi. Đó, năm 2 rất là khỏe rồi, cô chú anh chị về thay chậu là lớn rất là nhanh. Đây, năm cánh trắng Nha Trang lai mũi hồng. Số lượng thì còn không có nhiều. Và đợt này cực kỳ ưu đãi cho cô chú anh chị là 22.000 một cây, 10 cây con sẽ bao ship luôn cô chú anh chị nhé. Và ký năm 2 rồi. 22.000 một cây, 10 cây bao ship. Đó là cây năm cánh trắng Nha Trang lai cây mũi hồng. Phía bên này là một cái mặt hàng mới. Đó là cây năm cánh trắng ruby gieo hạt. Thì nó cũng gần gần như cái loại kia. Vừa rồi thì nó đã bên con đã nói chung là những cái cây truyền thống thì con vẫn sẽ làm trái, sau này sẽ làm trái thêm những cái cây truyền thống như cây Phú Thọ nè. Rồi những cái cây giống như là Hồng Yên Thủy rồi thì năm cánh trắng Chân Thành rồi vậy ạ. Phía bên này là cây Bệt Ma Bó thì bên con vẫn tiếp tục về hàng 22.000. Cây gieo hạt thì con bán đồng giá thôi. Về sổ bông cho nó vui. Cô chú anh chị ghép thành một giò lớn để chơi bông. Cũng rất là hay. Treo lên những cái gốc cây ở bên nhà. Thì nó sẽ bò sụ xuống và đến mùa nó sẽ cho bông rất là hay. Hoa rất thơm, mát. Một vài người thì vẫn mua hàng bên con về để gắn lên những cái khu cả quán cà phê, những cái di tích, những cái khu vườn rất là đẹp. Bên này là cây cây này là cây giả hạt rồng lửa. Con cũng không có cái mặt hoa, hồi xưa mua chai thì người ta bảo là cây rồng lửa thôi. Cây rất là đẹp, giả hạt rồng lửa, thân rất là tím đặc trưng lắm. Tự nhiên nguyên cái lô này nó rất là đặc trưng, tím lá tím rất đáng để chơi thân lá. Cây này là cây mít Hòa Bình, cô chú anh chị thấy lá nó đẹp không, to khỏe. Thì đồng giá 22.000 thôi nha cô chú anh chị, cây nó hơi ngắn nha, không được dài. Nhưng được cái ký năm 2 cô chú anh chị về thay chậu thì nó sẽ phát triển rất là mạnh. Mít Hòa Bình, mít Hòa Bình, mít Quảng Bình, hai loại hai dòng. Mít Hòa Bình, mít Quảng Bình. Phía bên này là cây giả hạt tím Huế. Cô chú anh chị có thể gõ lên Google để biết những cái mặt bông nha. Tại vì trong video này thì con quay hơi ngắn nên con cũng không để được cái mặt bông lên nữa. Thì cô chú anh chị có thể tham khảo video, tham khảo cái hình ảnh ở trên Google hoặc trên Facebook. Nói những cái mặt bông này khá quen thuộc rồi nên con không có để. Con sẽ không có để lên. Cây này cây tím Huế. Tím Huế rất là đẹp. Rồi con xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã theo dõi video bán lan của con ạ.